Đây, có trứng đẹp. Được bán xong đông rồi. Mấy hôm bốn chân đông. Tôi đầu. Cô đang rất nhẹ. Chắc xây là U10 nè, Y nè. Sau là mâm dày. Bốn cái lớp mới. Khi là đông mới nè. Đông mới chờ mới gặt. Lớp mới. Bây giờ E16 20 16 rồi, đầy đủ hết. Lấy nữa em. Đây lái bao nhẹ luôn. Đây, cố tiếng đẹp. Cô này cô đẹp nè. Cô này rẻ. Đây xe con nông bán tại nhà 50 nha. Đứng 50. Đây cố tiếng đẹp. Cố tiếng đẹp đẹp lòng to. Đây mấy sói đây, bán rẻ 14 triệu nguyên bộ nè. Thứ bánh lái dưới ghế ngồi nè. Mấy sắc cà có luôn nha. Mấy sắc cà để độ là mấy đầu xanh đầu đen nha. Đây Isuki 1007. Con này 22 triệu. Lúc mua về là xe này là số máy rin hết, đề phát nổ. Dòng này sấy. Mình là sấy bình lớn này. Số chạy em. Bên đây nó bị sụp lốp rồi. Nước sơn rinh liền lạc. Về là bắt đèn mới còi rồi. Bốn cái đèn. Rồi, số này. Đó, tầng danh đằng chậm là số 9 này. Số sới này, số sới có 3 số sới này. Đi sai nè. Còn liên lạc chưa cắt nè. Nước sơn riêng. Liên lạc của nó cho em nha. 10 triệu là có giá của 10 triệu. 22 là có giá của 22. Bên nhẹ. Bên nhẹ nhàng. Bơm mạnh. Máy kia là U8 này, trên là máy bạc nè. Lấy về là không có, nó đã đóng mới nè. Không xì dầu xì nhớt. Rồi nó sân vinh nè. Đây cố sạch kè, đây là lòng nó bằng inox. Inox luôn. 60. Bộ máy sới đuôi to nha. Bán về bán nhanh 14 này, dọn lại là 16 này. Có ghế ngồi mà bạn hết. Ừ, có tiếng đẹp này. Con lòng to đẹp nguyên bản. Nào,